Ê Đan. Gì? Nhỏ mới thích tao. Sao mày biết? Mày tin tôi đếm một hồi ba quay lại. Không tin. Một. Hai. Anh ơi. Gì vậy em? Cái quần cái anh nó rách cỡ này mà. Anh đi cà phê được hả? Anh về đây anh thay quần đi anh ơi. Gây sự chú ý với tao hả? Em ơi, em có biết em với cái ghế giống nhau chỗ nào không? Ủa giống gì anh? Là không... chưa có ai ngồi đó. Trách rồi. Anh biết em với cái cửa giống nhau ở điểm nào không? Là chưa có ai vào đó hả? Trời ơi, bay ơi, bay. Bay ơi, ông cố ơi, một nồi. Lần khác nhé. Kim Cơ nói chuyện với tao tiếp nhé. Về giá cái quần nè má. Không sao, quần rách không sao. Không sao hết.